giảng rằng ông rất chăm chỉ để tìm. Cho nên ông liền bao bốn năm có thể đứng và nhận sáng. Trong kinh Phật thường nói, vị căn duy nhất của Bồ Tát chính là tinh tấn. Người tập hành là một tinh tấn. Điều mà trời thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong lại nhanh chóng tiếp tục niệm. Ngày đêm đều không buông lơi. Lúc nào mà trời thì lúc đó nghỉ ngơi, nghỉ ngơi khỏe trời, lúc nào tỉnh nhất lập tức liền niệm Phật. Vậy mới có thể thành Phật. Đây là một loại trong bốn loại tam phương.